Chuyện kể rằng, thuở xưa, chàng Lang Liêu đã được vua Hùng truyền ngôi nhờ nhận thức được giá trị ẩm thực dân tộc không nằm ở những món sơn hào hải vị mà đến từ hạt lúa, hạt nếp vốn gắn liền với đời sống ẩm thực của người dân đất nước con rồng cháu tiên. Chiếc bánh chưng đi vào tâm thức người Việt Nam từ thuở còn nằm nôi, trở thành biểu tượng để ghi khắc và tự hào. Nếu ngày Tết người Việt phía Bắc không thể thiếu bánh chưng, thì xuân phương Nam cũng dậy mùi bánh tét. Chiếc bánh tét đi vào đời sống người dân miệt vườn, trở thành biểu tượng của văn hóa lúa nước từ thuở khẩn ngoan dở đất. Bánh tét, biểu tượng văn hóa ẩm thực miền Nam của vùng đồng bằng Trù Phú, dù được ăn quanh năm nhưng phải đến dịp Tết người ta mới cảm nhận được hương vị thật sự của chiếc bánh. Mà chim kêu ba tiếng ngoài sông, mau lo lựa nếp hết đông Tết về. Những ngày cuối tháng chạp, khi bà hoặc mẹ tranh thủ một chút rỗi rãi giữa bộn bề tất bật để ra vườn tìm hái những tàu lá chuối xanh rờn, phơi khô và lau sạch, cũng là lúc chúng ta cảm nhận được Tết đã gần lắm. Và nay mai thôi, cả gia đình sẽ được sum họp quay quần bên nhau, bên nồi bánh đỏ lửa, ấm tình. Nếu bánh chưng của miền Bắc được bao bọc bởi lá dong, thì người miền Nam dùng lá chuối để gói bánh. Trong nét tương đồng về nguyên liệu, tức là cũng nếp trắng, đậu xanh, thịt mỡ, thì bản chất phóng khoáng, cởi mở của người dân Nam Bộ có dịp thể hiện rõ qua hình ảnh chiếc bánh tét đa dạng của mỗi vùng. Ở Trà Vinh, người dân sáng tạo ra một phương thức đặc biệt để tăng hương vị cho bánh tét. Thay vì dùng nếp trắng như nhiều nơi, bánh tét Trà Cuông ở huyện Cầu Ngang có nếp màu xanh được pha từ nước cốt lá rau ngót. Lá dứa cũng cho ra màu xanh, nhưng sở dĩ không được sử dụng vì theo người dân nơi đây, mùi hương của lá này chỉ phù hợp với các loại bánh ngọt. Còn bánh có vị mặn như bánh tét kết hợp với rau ngót sẽ thêm phần đậm đà hơn. Bàn tay khéo léo của bà, của mẹ đã làm cho mùa xuân thêm mặn mà. Với các gia đình miền Nam, gói bánh tét là dịp để các chị em phụ nữ, các cô, dì trong gia đình, họ hàng quây quần bên nhau, vừa làm vừa bàn chuyện đời sống, chuyện học hành con cái, truyền lại cho nhau vài bí quyết nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn. Người Việt hay bảo nhau, làm một năm ăn ba ngày. Muốn nói đến dịp ba ngày Tết là khoảng thời gian được ăn uống sung túc và đủ đầy nhất trong năm. Chiếc bánh tét ngày Tết vì thế cũng đặc biệt hơn những dịp lễ nghi hội hè khác. Nấu bánh tét thường phải từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian chờ bánh chín thường là thời điểm cả gia đình tề tự, trong thời khắc đoàn viên, kể nhau nghe biết bao chuyện vui trong cuộc sống. Với những gia đình cháu con đông đúc, ngày Tết càng rộn ràng tiếng cười nói. Ngày nay, đắm chìm trong những bộn bề của công việc, nhiều gia đình chọn giải pháp mua bánh được gói sẵn. Không khí quây quần nấu bánh đêm giao thừa cũng dần ít đi. Thế nên, nhiều người cứ mãi tiếc nuối những câu chuyện rôm rã bên nồi bánh tét đỏ lửa. Ai đi xa vẫn hoài nhớ kỷ niệm cùng người ông, người bà đáng kính, mỗi độ mai thắm sắc vàng. Mà nào phải đi xa mới nhớ, với nhiều người nỗi hoài cảm cứ tràn dâng mỗi khi năm cũ qua đi. Và những gương mặt trẻ thơ này khi lớn lên sao quên được hình ảnh bập bùng của bếp củi trong tiết trời dịu mát cuối năm, cùng niềm vui háo hức đón chờ những đòn bánh đầu tiên nóng hổi, phảng phất mùi lá chuối hòa quyện với hương nếp mới. Nếu như bánh tét của người Trà Vinh có hương thơm phảng phất của lá rau ngót dân dã mà giàu chất dinh dưỡng, thì chiếc bánh của xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong lại khiến nhiều thực khách phương xa ngỡ ngàng vì màu tím nhẹ nhàng, chân chất
mà cũng không kém phần độc đáo. Những chiếc lá có màu xanh rờn này chính là lá cẩm, loại cây thường mọc hoang dại, không dễ tìm mua. Nhưng ở cái xứ ruộng đồng mặc sức chim bay, biển hồ lai láng mặc tình cá đua này, người dân thật khéo tận dụng thiên nhiên để làm phong phú, thêm sắc màu cho bữa ăn ngày Tết. Sau khi rửa sạch, đun sôi lá sẽ cho ra màu tím tía, ngọt ngào. Muốn sắc tím hòa quyện vào nếp thì phải mang nếp trộn ngay trên bếp. Khác với nước rau ngót ở Trà Vinh, nếu không trộn bằng cách này thì màu tím sẽ không thể thấm đều và đẹp. Chiếc bánh tét này chính là ý tưởng của bà Huỳnh Thị Trọng, người gắn bó cả đời với nghề làm xôi bánh. Thời con gái, bà Sáu Trọng làm xôi lá cẩm nổi tiếng nhất vùng Cần Thơ. Chiếc lá dân dã theo bà từ đó, đi vào bánh tét tạo nên khúc biến tấu mới cho chiếc bánh truyền thống của người Nam Bộ, trang nhã và gần gũi đúng chất Tây Đô. Ai bảo bếp núc là công việc của riêng phụ nữ thôi? Ngày Tết, thật không khó tìm hình ảnh người chồng cũng đảm đang, tháo vát không kém các bà, các chị. Nhất là việc gói bánh tét với nhiều khâu, đòi hỏi mỗi người góp một chút sức. Người do nếp, người làm nhân, người gói bánh, cột dây, vân vân. Bánh tét ngày Tết là sản phẩm kết tinh giá trị đời sống tình cảm người dân xứ miệt vườn. Cho dù bánh tét có nhiều biến thể khác nhau ở mỗi tỉnh thành, nhưng yêu cầu chung là phải tròn đều, buộc chặt, nhân nằm chính giữa, như ước mong cuộc sống may mắn đủ đầy của người làm ra nó. Và dù có sự thêm thắt hay gia giảm về thành phần nhân bánh, thì bản chất vốn có của chiếc bánh tét là tính giản đơn, tình mặn mà, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Theo lý giải của nhiều nhà nghiên cứu, sở dĩ bánh tét có cái tên mộc mạc như vậy là vì khi xưa ông bà ta đọc chệt từ tết thành tét. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng cái tên bánh tét ra đời cũng giản dị như bản tính của người miền Nam, xuất phát từ việc người ta hay dùng dây gói bánh để tét bánh thành từng khoanh thay vì dùng dao cắt. Những khoanh bánh được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên. Bao giờ cũng vậy, kề cận mâm ngũ quả mà người miền Nam vẫn thường đọc thuận miệng: cầu, dừa, đủ, xài, sung. Đêm giao thừa, con cháu tề tự gần bên ông bà, nôn nao chờ đón khoảnh khắc chuyển giao, cùng thưởng thức dư vị đậm đà, mộc mạc của quê cha đất tổ. Trẻ con thì háo hức chờ đón những phong bao lì xì đỏ thắm. Mỗi người ấp ủ một điều ước riêng cho mình. Nhưng ai cũng ước mong chung cho cả gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Cuộc sống ngày nay với nhiều thay đổi đã làm cho các giá trị của ngày Tết cổ truyền không được tròn đầy như xưa. Đó là hai mặt của đời sống hiện đại mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Nhưng không khí thiêng liêng của ngày Tết dễ khiến người ta bồi hồi tưởng nhớ tổ tiên, lắng lòng mình lại để cảm nhận giá trị tinh thần của cuộc đời, quên đi bao lo toan vất vả, sân si đời thường để sống thật với chính mình. Ẩm thực ngày Tết của người Việt nói chung, người miền Nam nói riêng có sự gắn kết bền chặt với nền văn hóa lúa nước dân tộc. Tết cổ truyền với những phong tục mang đậm bản sắc miệt vườn đủ sức gợi lên bao nhớ nhung, thương mến trong lòng mỗi người. Tết của người miền Nam với hương vị bánh tét cùng với chiếc bánh chưng của người Bắc và bao lễ nghi đáng quý khác đã muôn đời làm nên những giá trị bất biến của ngày Tết cổ truyền. Và trong đó, giá trị của tình thâm, nghĩa nặng bao giờ cũng mang tính vĩnh hằng và đáng trân trọng hơn tất cả.